Hello tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người món cá mai nha. Cá này là ở vùng biển Phan Thiết, cá được lưới lên và rất là tươi. Trên con cá này thì nó có vảy ha, nó cũng tương tự như cá cơm nhưng mà nó tròn hơn một tí. Mình đánh vảy, cắt đầu và phi và rút xương mọi người. Này là mình tách xương phi lê luôn á. Cá này thì ở Phan Thiết mình thường hay làm gỏi, gỏi cá mai phi lê nè, rồi lẩu, làm lẩu nữa mọi người, nhúng bột chiên. Cái này cũng có thể là làm nấu nấu với lại cà chua hoặc là canh cải chua mọi người, nấu canh phớt á, rất là ngon luôn. Mọi người thấy cá rất là trong suốt ha, cá khi mà còn tươi thì nó trong suốt, chứ mà qua cá mà đã qua ủ đá rồi nó sẽ đục và không như thế này mọi người ha. Mọi người nhìn, mọi người có thể phân biệt được cá nó tươi như thế nào. Bây giờ hôm nay á, thì mình sẽ làm cái clip là cá mai chiên bột nha mọi người. Tại vì mình đem cá này về quê để ăn Tết nè, sẵn tiện mình làm luôn cái clip luôn cho cả nhà theo dõi ha. Nó cá ở đây mình phân loại là 500 g một hộp như thế này ha. Đó, rất là ráo, không có mạ nước mọi người ha. Sau đó là mình bấm lại và cấp đông dự trữ. Ở đây là hàng mình có thường xuyên. Cá này là mình bán cho mấy cái quán người ta làm gỏi cho khách ăn á. Mọi người yên tâm là chất lượng không có khác gì mà. Đó, lúc mà cá tươi ha. Đây là hàng cấp đông mình đem về mình rã nè. Hộp này là 500 g. Đó, mọi người thấy rất là tươi ha. Trong thời gian mình đợi cá nó mềm á thì mình làm gia vị, làm bột ha để mình chiên. Đơn giản lắm, nếu như mà các bé nhà mình ăn được hành thì mình sắc hành, còn không ăn được hành á, thì mình chỉ thêm một tí nước mắm thôi với một ít đường mình cho vào trong bột. Cái bột chiên giòn này thì nó đã có cái gia vị sẵn rồi nên khách không cần thêm nhiều gia vị nữa, nó sẽ mặn ha. Mình chấm thêm tương cà hoặc tương ớt nữa cho bé, cho mấy bé ăn rất là ngon và chất lượng mọi người ha. Mình đừng cho mấy bé ăn mấy cái xúc xích, đồ chả cá viên chiên ở ngoài đường á, cái đó thật sự ăn rất là hại luôn, dầu củ dầu đồ nữa. Cái này mình làm cho bé ăn rất là hấp dẫn nha mọi người. Rồi mình vớt ráo cá mai ra, mình để cho nó ráo nước ha. Rồi bắt đầu là mình trộn lại thôi. Bột thì một bị này là 150 g nè, mình cho thêm nước vào, một ít nước mắm thôi, rồi một ít đường, mình đánh tan, mình trộn đều hết. Nói chung mình có trộn tất cả mọi thứ vô trong một tô ha, rồi mình chiên rất là đơn giản luôn mọi người, ăn rất là ngon lạ miệng. Ở đây bé nhà mình là rất thích ăn cái món này luôn, ăn vừa giòn nữa mà dinh dưỡng nha mọi người. Tại vì ở đây là cá nguyên con ha, mấy bé có thể ăn luôn nguyên con cá như thế này luôn, chứ không phải là mình đâm mình giả rồi mình trộn với thịt heo hay là cái gì 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 ở trong đó bột rồi cho nó dai dẻo gì không. Mình ăn nguyên chất như vậy thôi, ăn như vậy là đã rất là ngon rồi. Mọi người cứ thử làm đi, bảo đảm nó, cái này mình thêm một tí đường nha mọi người, nó có cái vị hơi ngọt ngọt xíu là mấy bé rất là thích ăn luôn. Mình trộn đều lên rồi mình cho cá mai vào luôn nha mọi người. Mình cứ quét một cục vậy mình chiên luôn nha khách nha, thơm lắm, khi mà mình chiên như thế này rất là thơm luôn. Cái này mình ăn rất là ngon miệng á, nên rất là dễ mập luôn á. Rồi mình cho dầu nóng rồi mình bỏ vô mình chiên thôi nha mọi người ơi, rất là hấp dẫn luôn, chiên giống như là chú chiên như này nọ đó. Món này là bột chiên cá, cá chiên bột gì đây. Cá này muốn làm gỏi cá mai á, thì mọi người vắt ráo cá ha, vắt ráo cá sau đó mình nặn chanh vào, mình tái cho cá nó chín xong rồi mình vớt ra mình vắt, vắt ráo. Rồi trong thành phần của gỏi cá mai thì hành là chủ yếu, mọi người làm đào hành ha, rồi nước đậu phụng với lại ớt mình đâm nhuyễn, sau đó là mình thêm xíu nước mắm với đường mình đánh lên cho tan là mình trộn gỏi thôi, rất là đơn giản luôn. Rồi nếu muốn muốn ăn rau sống thì mình mua thêm rau sống mình cuốn mình chấm.
Ngon lắm mọi người ơi, cá này ăn nó không có bị bột mọi người ha. Nó không bị bột, không bị bể bởi vì cá này rất là tươi. Sắp tới mình sẽ làm ra nhiều cái clip hải sản mà hiện tại mình đang có để hướng dẫn cho mọi người nè. Tại vì bây giờ mình mới bắt đầu thôi nên nó còn chưa đầy đủ. Mình sẽ chế biến ra nhiều nhiều cái video, nhiều cái loại sản phẩm rồi lên các video để cho mọi người có cần xem cách sử dụng á cho nó tiện. Mình để lửa nhỏ thôi cho cá nó chín, là bột cũng giòn như như khách nha. Cái sản phẩm mà mình làm mình ăn thì cũng rất là nhiều luôn nhưng mà mình không có lên video. Tại vì cái thời gian mà làm hàng rất là bận rồi nên không có lên video hướng dẫn chi tiết chuyên nghiệp cho mọi người được. Bữa nay mình sẽ từ từ, mình sẽ làm clip chuyên nghiệp hơn. Mọi người ủng hộ mình để mình có thể ra những cái video tuyệt vời hơn nha. Khi mình chiên thì mình lót cái giấy á mọi người, ở trên cái dĩa cho nó thấm dầu ha, ăn cho bớt dầu đi. Đó, mình chở mình chiên đều mặt rồi bắt đầu cho ra giấy thấm dầu cho mấy bé ăn là vừa. Cái này mình ăn kèm tương cà tương ớt mọi người, rất là ngon ha. Rồi chúc cả nhà là xem video vui vẻ ha. Các bạn có thích mình làm cái sản phẩm món gì ở vùng biển Phan Thiết thì inbox yêu cầu mình sẽ sơ chế và hướng dẫn món đó cho mọi người xem ha. Rồi chào tất cả mọi người. Think I'd be fine with losing my hearing, 'cause both of my ear canals are still searing from your words. No, I don't wanna stop interfering, but I wonder if all that's gonna do is make it worse. I think I'd be wrong to blame it all on you. Couldn't have known I wanted more than you could give. Though I never asked for anything from you, I was hoping I would get a little bit closer than I did. I turned into a shoulder you cried on. I never wanted it to go that way. I'm so foolish wasting my time on you, thinking we'd end up together one day. Lady, you can carry on weeping, but your tears gonna hit the floor, 'cause my shoulder won't be there for you no more. Won't be there for you no more. Think I'd be fine with losing my hearing, 'cause both of my ear canals are still searing from your words. No, I don't wanna stop interfering, but I wonder if all that's gonna do is make it worse. I think I'd be wrong to blame it all on you. Couldn't have known I wanted more than you could give. Though I never asked for anything from you, I was hoping I would get a little bit closer than I did. I turned into a shoulder you cried on. I never wanted it to go that way. I'm so foolish wasting my time on you, thinking we'd end up together one day. Lady, you can carry